Em Tùng của chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương xin chào lại gia đình mình nhá. Đấy, lại 8:03 rồi, lại khung giờ quen thuộc này. Hôm nay về rất là nhiều siêu phẩm luôn, về rất là nhiều siêu phẩm để phục anh vụ gia đình mình luôn nhá. Vâng, chào cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Đấy, chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng này. Đấy, hôm nay về rất là nhiều siêu phẩm nhá. La Chetti 209 này, một chủ đi 4 vạ này. Đấy, về một con Vios màu vàng cát 2018 số tự động nhá. Đấy, về thêm một con Vios 209 này. Đấy, bản E xịn này, một con số động 18 này. Về một con Hyundai Grand i10 sedan 2 đầu nhá, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương này, đi 4 vạn 2 chuẩn nhá. Đấy, rất là nhiều siêu phẩm để gửi gia đình mình này. Hôm nay về thêm một mẫu máy dầu này, một mẫu Captiva máy dầu nhá. Đấy, 2.0 máy dầu 2009 đăng ký lên bánh 211 đây. Đấy, về máy dầu để phục vụ anh chị quý vị gia đình nhá. Chào bác Phạm Mai Phương này, chào bác Trần Thị Thu Hoàng này. Chào những khách hàng đầu tiên mà xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, cho Thanh Tùng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến đại gia đình mình này. Vâng, cháu Trần Đức Anh nhá. Đấy, có đây, có Captiva máy dầu đây, máy dầu để về phục vụ gia đình rồi nhá. Máy dầu Captiva này. Về thêm vài mẫu đây. Innova 207 này, đấy, máy số keo chỉ zin nhá, tư nhân chính chủ một chủ từ đầu đây. Innova màu đen này, lại về thêm Innova màu đen đây. Vâng, cháu thêm Nguyễn này. Chào Triệu Trương, chào Trần Đức Anh, chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, về thêm mẫu Innova này. La Chetti tư nhân chính chủ một chủ từ đầu đây. 3 vạn 6 chuẩn nhá. Đấy, em xin quay qua mấy mẫu siêu phẩm mới về nhá. Đây, mới về mấy siêu phẩm đây. Đấy, 219 sedan 2 đầu Hyundai Grand i10. Đấy, 1.2 số sàn nhá, máy số keo chỉ sơn xi zin. Đấy, zin đến từng con ốc luôn. Có video chi tiết, có hình ảnh chi tiết rồi, nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Qua hai số Zalo em gửi cho ạ. Hai số lô em là 0347701777 và 0343540999 nhá. Đây, toàn xe đẹp. Vâng, cảm ơn bác thêm Nguyễn rất là nhiều nhá. Đây, về một mẫu Vios mới về đây, 209 198 triệu đồng đây, đăng ký là bánh 2010 nhá. Số sàn bản E xin gửi gia đình mình nhá, 198 triệu đồng thôi. Đây, và về một mẫu Toyota Vios này, 2019 này, đăng ký là bánh 2020 này. Đấy, 495 triệu đồng nhá. Số lượng bản E đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm sau cơ. Vâng, chào bác Phạm Mai Phương này, chào bác Đỗ Đần này, chào thêm Nguyễn, chào anh Ngọc, chào toàn thể anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy, mấy mẫu về thì em cứ quay sơ sơ qua trước cho mình cùng tham khảo nhá. Vâng, chào bác Đỗ Duy này. Đấy, rất là nhiều siêu phẩm này mới về luôn. Chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng nhá. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm những dòng xe nào, giá tầm bao nhiêu nhá, cứ để lại bình luận, để lại comment đi để em Tùng tư vấn cho ạ. Ok, có Kia Morning và Cát nhá. Đấy, xin mình một vài giây này, để lại hai số like trên màn hình nhá, để ra mình cùng dễ quan sát này. 0347701777 và 0343540999 này. Ok, để em ghi lại hai số lại nhá. Ok, chốt luôn bác Trần Tuân ơi. Đấy, cho Thành Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi ạ. ASEAN 209. Ok, ASEAN 209 nhá. Đợi em một tí nào. Để em để lại hai số lại trên màn hình nhá. Đấy, hai số điện thoại đi để trên màn hình này. Đấy, cứ bình luận đi, cứ comment em Tùng tư vấn nào. Đây nhá, bác nào vừa hỏi Kia Morning màu vàng, có Kia Morning màu vàng nhá. Kia Morning đời 2016 đây. Số sàn tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây, màu vàng. Đấy, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Đời 2016 đăng ký là bánh 2018 này. 190 triệu đồng, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá, đăng ký đăng kiểm đến cuối này này. Máy số keo chỉ thì còn zin còn chất. 1.25 nhỏ gọn tiết kiệm. Đây, vô lăng hai chiếu này, nội thất ghế da điều hòa lăng lạnh hai chiều Zbus, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi này. Đấy, xe tư nhân chính chủ Hải Dương này. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình thôi ạ. Kia Morning 216 190 triệu đồng. Vâng, chào bác Nguyễn Khôi này, chào Trần Tuân này, chào Đỗ Duy xe 7 chỗ à. Ok, có xe 7 chỗ bác Đỗ Duy nhá. Đây, xe 7 chỗ đây, 7 chỗ thì hôm nay mới nhất bên em về một chiếc Innova đây. Innova 207 máy số keo chỉ sơn CZ đây. Con này bên em đang bán được cửa tiền là 200 đời 200 bao nhiêu, em xem lại giá một xíu nào. 245 triệu đồng. Toyota Innova 207 bản G nhá. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây, biển kép rất đẹp luôn, 19696 đây. Đấy, sơn xi đẹp này, máy số keo chỉ chất nhá, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Đấy, Innova 207
Vios 209 qua dịch vụ chưa bạn? Vios 209 bên em còn hai con này. Đấy, hai con tư nhân chính chủ nhá, không qua dịch vụ nhá. Đây. Đây con này 209 màu đen này. 230 triệu đồng nhá, tư nhân chính chủ 37 bãi 35 bãi đính Ninh Bình đây. Bản E xịn, la sáng đúc, có phanh điện chống bọc cứng ABS rồi. Đấy, 35 Ninh Bình nhá. Con này là tư nhân này, xe tư nhân này. Hai này xe tư nhân hết nhá. Đấy, hai con Vios 209 này, một con màu bạc và một con màu đen này. Đấy, xe tư nhân hết. Quan tâm mẫu là nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Vâng, chú Thanh Đình này. Đấy. Chú Hoàng Hải Hoàng Hợp Hải Dương, vâng, chú Hoàng Hợp Hải Dương này. Chú Thái Phạm này, chú Long Võ này, chú Long Cao. Chú Đại Đình mình nhá. Đấy, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị dân ơi. Đấy. 7 chỗ thì hôm nay bên em có về con máy dầu nhá. Đây 7 chỗ có về con máy dầu đây. Tham khảo tiếp cho mẫu này ạ. Captiva máy dầu 2009, đăng ký là bánh 211 đây. 2.0 số sàn. Đấy 7 chỗ nhá. Xe là trang bị la sáng đúc 4 bánh này, lốp nắp đẹp, có vành đai chống bó cứng ABS. Vô cùng là cao, vô cùng to đến từ Mỹ nhá. Vâng, anh chị quý vị nào mà đang quan tâm nhá, đấy sau buổi livestream này thì em sẽ trả lời nhá. Sau buổi livestream này thì em sẽ là trả lời tin nhắn nữa nhá. Đấy, rất là nhiều tin nhắn đang gửi về đây. Vâng, chào bác Trần Trung này. Chào bác Trần Xuân Đẹp, chào bác Thanh Định, chào bác Hoàng Hải, à Hoàng Hợp Hải Dương nhá. Quay qua phần nội thất của con đấy, quay qua phần nội thất nhá. Đây mạng hơi kém xíu, em chỉnh lại đường truyền xíu nào. Đấy, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe nhá. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, đầu đài màn hình đây. Đầu đài màn hình cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình. Captiva 209 máy dầu 315 triệu đồng. Đấy, vô cùng là tiết kiệm, vô cùng là kinh tế này. Đấy, nội thất đẹp, vô cùng rộng rãi. Đây, form dáng đến từ Mỹ đây. Rất đẹp luôn nhá. Đấy, bác nào quan tâm dòng máy dầu này, nhắn tin qua fanpage cho em đi. Em tư vấn cho nhá. Vâng, chào bác, chào bác Tạ Hữu Xuyền này, chào bác Trần Trung, chào Trần Xuân Điệp, chào bác Thanh Đình. Chào tất cả những chị quý mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, cho em xin 5-7 lượt like, 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả gia đình nhá. Đấy, chia sẻ bình luận comment nhiều lên để em Tùng tư vấn cho nào. Đấy, đầu nào hôm nay mới về nhá thì em sẽ review sâu hơn một xíu để cho mình cùng quan tâm nhá. Có xe đạp tư vấn nhiệt tình mua đi các bác ơi. Vâng, cảm ơn bác Thanh Man rất nhiều này. Chào bác Quyết Lê. Có i10 212 form cũ không? 212 thì không có nhá, nhưng có 214 bác ơi. Form cũ 212 thì chưa có, nhưng có 214 này. Đây, tham khảo cho em mấy mẫu 214 đi nhá. i10 214 này, đây form trung bình đây. Tư nhân chính chủ một chủ từ đầu nhá. 19 Phú Thọ đây. Có đây bản đổ bên em nó bán với cửa tiền là 240 triệu đồng. Đấy, 240 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2014 bản đổ nhá. Xe là trang bị la sáng đúc, lốp nắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xi nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện nhá. Đăng ký đăng kiểm đến còn đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe này. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Đây i10 214 đây, 240 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng i10 đời từ 12 đến 14 này, quan tâm cho mấy mẫu này đi nhá. Đấy, cứ đấy, tạm ứng trước cho bác mẫu này này. Để em xin phép giới thiệu những cái mẫu mới về trước nhá. Giới thiệu những mẫu mới về trước cho đại gia mình cùng quan tâm nhá. Đây, mẫu mới về hôm nay mới về đây. Toyota Vios bản E số tự động 2014 này, đăng ký là bánh năm 2016 này. Có này động cơ 1.5 số tự động này. Đấy, màu vàng cát rất đẹp luôn. Xe này trang bị la sáng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bọc cứng ABS này. Xi nhan thì tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện rồi. Nhà mình cùng quan sát phần nội thất bên em này. Đấy, nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều nhá. Đầu đài màn hình OLED này. Đấy, đầu màn hình OLED cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình nhá. Đây, vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Cam kết anh chị quý vị gia đình nhà mình này. Một chiếc xe tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Đấy, máy số keo chỉ thì còn zin. Đấy, nhà mình nhìn thấy khóa khiển này. Đấy, lớp túi bóng trên khóa khiển còn chưa bóc luôn này. Vâng, chào bác Phạm Sĩ này, chào bác Vi Văn Cảnh này. Có con nào tầm 100 triệu không? Bác Long Võ. Tầm 100 triệu có nhá. Ôi anh Đinh Hữu Ngại ơi, anh phải anh phải cọc cho em đi chứ, thì sang tháng em mới chốt được anh ạ. Giời ơi. Đấy, chốt cho anh nhưng anh phải cọc đi nhá. Số tài khoản có rồi này, số điện thoại có rồi này, cứ cọc thôi. Cứ cọc thôi, giữ cho sang tháng chốt thôi nhá. Vâng, chào bác Cường Phạm này, chào Đinh Hữu Ngại này, chào Hiếu Văn Phạm này, chào bác Nguyễn Quốc Đạt. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Vâng, chào bác Trung Lê Văn nhá. Đấy. Vios 14 mới về đây. Số tự động 1.5 nhá. 400 435 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng này.
Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, mẫu này cũng mới về review một thể luôn này. Toyota Vios bản E209 này. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi nhá. Cặp đèn pha thì độ lên công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp rồi. La xăng đúc, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng 2m này. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 12 năm 2022. Đấy, 198 triệu đồng thôi. Số sàn 1.5 bản E. Đấy. Vô lăng túi khí. Đấy, đầu đài hình thì có đầy đủ nhá. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Đấy, trần nỉ vẫn zin nguyên bản theo xe này. 198 triệu đồng nhá. Đấy, mai sẽ có video chi tiết thôi anh chị quý vị nhìn mình ạ. Đấy. Cạnh ba cái cạnh ba mẫu mới về là Captiva này, Vios 214 này, Vios 216 này. Về một siêu phẩm đây. Về một siêu phẩm xe lướt nhá, 2019 nhá. Hyundai Grand i 12/19 đăng ký làm bánh 2021 đây. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt nhá. Đấy, 4 biển một chủ từ đầu đây. Con này bên em đang bán thì cửa tiền là 350 triệu đồng. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Hai đầu bản đổ thì được trang bị cả phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan dạng mí tích hợp trên cương, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển âm lượng và các nút nghe gọi sánh tay nhá. 350 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng cũng như là hỗ trợ ship xe cũng như là trả góp nhá. Đấy. i12 đầu 2019 đây. Đấy, tham khảo cho em đi anh chị quý vị mình ơi. Đấy, bao zin nhá, phát hiện lỗi tặng luôn xe này. Đấy, i12 đầu 2019. Đấy, thì vừa rồi em đã lượt qua, lượt sâu luôn đấy. Lượt sâu 4 cái mẫu sản phẩm hôm nay mới về nhá. Đấy, 4 siêu phẩm mới cập bãi nhá. Đẹp không tí vết luôn. Các bác nào đang quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em ạ. Có con nào 100 triệu gửi Zalo. Đây, có con 100 triệu này, em giới thiệu cho anh luôn này, anh Long Voi. Đây, tầm 100 triệu đây, tham khảo cho em mẫu này nhá. Vâng, chào bác Mon Hải 2. Vâng, chào hai bác Mon Hải này. Chắc Đình Nguyễn Quang, chắc Lê Văn Trung này, chào bác Dương Minh Chiến, chào bác Hiền Lưu, chào bác Hà Mai, chào bác Vĩ Bát. Chào đại cho mình vừa xem buổi livestream em nhá. Đây, mẫu tầm 100 triệu đây, anh tham khảo cho em mẫu này anh ơi. Tầm 100 triệu đây. Tập lái này tránh mưa tránh nắng nhá. Kia Morning 2011 135 triệu đồng. 1.0 số sàn, nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Đấy, tập lái mà full đồ chơi rồi. La răng đúc tăm đầy mâm này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. Trang bị màn hình Cova cỡ lớn rồi. Màn hình Cova cỡ lớn, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị và các bạn nhá. Đấy, 135 triệu đồng thôi, còn bớt còn thương lượng. Kia Morning 2011. Đấy, tầm 100 tham khảo cho mẫu này nhá. Máy số keo chỉ sơn si thì còn rất còn đẹp. Giá còn bớt còn thương lượng là cho anh chị quý vị nào mà thiện chí nhá. Đấy, đến xem xe đây giảm 5%. Đến xem xe giảm luôn 5% nhá, không phải thương lượng gì nhiều. Mà giá lại còn bớt thêm ạ. Rồi, chào bác Đinh Sang, chào bác Nguyễn Văn Thơm này, chào bác Ngoan Thanh, chào bác Trần Thăng, chào bác Sư Phạn. Đấy, còn 100 thì anh tham khảo cho mẫu này nhá. Tí em gửi qua Zalo cho anh nhá, có video có hình ảnh chi tiết rồi. Đấy, rất là nhiều xe rồi. Đấy, 4 5 mẫu mới về giới thiệu rồi này. Tiếp tục báo giá đây, chia sẻ comment nhiều lên em Tùng báo giá nào. La Chetti 2009 đăng ký là lan bánh 2010 này, tư nhân chính chủ 34. Biển một chủ từ đầu nhá. Con này một chủ từ đầu này. La răng đúc lốp láp đẹp. Đấy, cặp đèn pha này, trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, nhà mình nhìn cho em cái đèn pha đánh giá cái xe này. Đèn pha này còn rất là đẹp, rất là sáng này, không dấu hiệu bóng mờ do sương do nhiệt nhá. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe. Gương kính cụp xe điện này. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Con này bên em đang bán với giá tham khảo là 190 triệu đồng thôi. 190 nhá. Máy số keo chỉ cột kèo nội thất zin. Đấy. Vô lăng 3 chấu này, đầu đà mình cỏ xe này, 190 triệu đồng. La Chetti 2009 nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn zin. Đấy, cột kèo gầm bệ còn rất là đẹp nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm đến mẫu xe sedan hai đầu này, anh quanh 200 triệu, quan tâm cho mẫu này. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy. Vừa rồi là khá là nhiều mẫu 5 chỗ này, báo giá thì nhà mình thêm một vài mẫu gầm cao thì 7 chỗ đi. Gầm cao 7 chỗ tiếp tục nhá. Hyundai Santa Fe đây. Hyundai Santa Fe 207 này, đấy. 2.7 máy xăng. Đấy, với cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình. Con này bán có bằng con Morning này. Đấy, bán có bằng con Morning nhá. 315 triệu đồng. Đấy, la xăng lúc lốp la đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng 2 bên nhá. Hai cầu máy xăng này. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen kết hợp với bi cầu này. Máy số keo chỉ sơn si còn zin. Đấy, biển tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa đây. Quê hương các hùng dân tộc. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 này. Đấy, tháng 3 năm 2023 nhá. Fortuner à. Fortuner thì tạm thời bên em chưa có, bác Nguyễn Văn Thơm ơi. Đấy, để lại số điện thoại đi, để lại comment đi nhá.
hôm nào mà có photo lô thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho Ma thứ này. Xe đẹp quá, vay mất bao nhiêu bác? Ok, em giới thiệu lốt con Santa Fe 207 này thì em sẽ giới thiệu lại mấy con Vios cho mình cùng tham khảo nhá. Đấy, nội thất zin nguyên bản theo xe này, vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng, tích hợp các nút điều khiển này, 2.7 số động, 2 cầu, máy xăng, đấy, đều vào auto, màn hình to như cái bát luôn. 315 triệu đồng đấy, giá bằng con Morning cho một chiếc Santa Fe thôi. Chào bác Tấm Công Linh này, chuyên bonsai này. Vâng ạ. Xe đẹp quá, Vios à. Ok, để em báo lại giá mấy con Vios cho bác tham khảo nhá. Đây, Vios đây. Vios nhiều như mưa luôn. Vios 209 màu đen, tư nhân chính chủ, 35 bãi đính Ninh Bình đây. Con này là 235 triệu đồng nhá. 235 triệu đồng bản E xịn gia đình. Đấy, không dịch vụ, không taxi. Bản E xịn 1.5 số sàn này. Con này Vios 2014 số tự động này. Đấy. 435 triệu đồng. Vios bản E màu bạc 198 triệu đồng. Đấy, xem còn Vios nào báo giá lốt nhỉ. Đây còn một chiếc 216 số sàn nhá, anh tham khảo giùm em này. Toyota Vios 216 biển 22 cao vàng đây. Xe tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Đấy, độ phong cách hai vùng màu mây bắc đây. La răng đúc bản E có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Cặp đèn pha thì được bác chủ cũ độ lên công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đăng ký đăng kiểm để đến tháng 8 năm 2023 cơ. 1.5 số sàn bản E. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn nguyên zin. Đây, màn hình Android cỡ lớn rồi nhá. Vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền là 360 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ này, cũng như là hỗ trợ trả góp và ship xe tận đầu giường cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Vios 216 360 triệu đồng. Vâng, chào Luân Vi này, chào Tuấn Hải này, chào Bình Lê Thanh, chào Ngoan Thanh này. Sao đại đình mình đang xem buổi livestream của chỗ ô tô đầu mối trên ba miền tổ quốc nhá. Cho xem con CRV, ok anh ơi, chào Dũng Đình. CRV còn mẫu đấy nhá. Honda CRV 2009 màu đen đây. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 403 triệu đồng thôi. 403 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị mình nhá. 2.4 số tự động, sản xuất tại Việt Nam. CRV 209 màu đen. Đấy, cặp đèn pha này trang bị công nghệ bi cầu này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chứ, công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. La răng đúc, lốp lát còn chất còn đẹp nhá. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều. Đấy, xin nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2022. Đấy. Màn hình thì to như quyển sách quyển vở rồi. Vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, 2.4 số tự động. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng thêm. Đấy, cam đồi cam hành trình đầy đủ nhá. 403 triệu đồng còn bớt còn thương lượng. 205 Vios bao nhiêu em? Bác Trần Quý à. Hai tầm 2 chính xác 205 thì bên em chưa có nhá. Đang có một chiếc 206 này, à 216 này. Đấy, chính xác 215 thì chưa có nhưng 216 có một chiếc này. Số sàn bản E 216 365 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng này nhá. Con này 216 này, bản E xịn này. La răng đúc có phanh đĩa chống bó cứng này. Đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu nhá. Con này 365 triệu đồng này. Đấy, có trở trả góp cũng ship xe này. Còn 214 này. Con đời 214 số tự động này thì 435 triệu đồng bác Trần Quý nhá. Đấy, quan tâm chiếc nào nhắn tin qua Zalo hoặc qua fanpage cho em đi, em trả lời và tư vấn thêm thôi nhá. 435 triệu đồng bản E 2014 số tự động. Vâng, chào bác vâng, hai bác Mon 2 này. Chào bác Trần Quý này. Như sâm chiều tiên, đúng là như sâm chiều tiên luôn đi ạ. Santa Fe 212 thì lại chưa có rồi, còn con Santa Fe 207 thôi. Bác Sun Sơ Chim nữa. Chào bác Lê Khánh Khắc này. Vâng, chào bác MC Hoàng Lưu à. Chào bác Trần Quý này, chào bác Phạm Văn Trọng nhá, chào bác Phạm Mai Hải, chào bác Phạm Khánh Ích, chào bác Nguyễn Dung. Chào bác Thủy Tinh này. Đấy, chào bác Huyền Trang Dương, chào Đại Thầy Bình nhá, chào bác Tuấn Nghĩa nhá. Bác nào em chưa gửi lời chào thì cho em gửi lời chào đến các bác cũng như là toàn thể gia đình nhà mình nhá. Vâng, chào bác Thiên Đặng ạ. Đấy, Vios báo rồi này. Lacetti báo rồi này, CRV báo rồi này. Đấy, tiếp tục báo từ đầu này đi, cho thì mình cùng quan sát nhá. Vâng, trước máy quay em đây này, xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình của mình nhá. Kia Morning màu đỏ 216 này. Kia Morning màu đỏ 216 1.25 số sàn 4 máy. La răng đúc phay 4 bánh lốp nắp đẹp. Đấy, đời 216 chỉ mà có 190 thôi. Có 190 thôi nhá. Chiếc này thì hồ sơ đã cầm tay này, hồ sơ cầm tay rồi. Sang tên đổi chủ bấm biển mới trong ngày cho gia đình mình thôi, 190 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng nhá. Đến xem xe giảm 5% giá trị xe. Đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay nhá. Kia Morning 2016 màu đỏ. Vâng, chào Huynh Trần này, chào Trần Quý này, chào đại gia đình mình nhá.
Đấy, cứ bình luận, cứ comment đi để em Tùng tiếp tục báo giá nào. Vâng, cho bác Hiếu Trần Bắc Linh này, có con Morning không ạ? Vâng, đây Morning thì vừa em giới thiệu luôn nhá. Morning màu đỏ đây, 216 đây, có 190 thôi. Chào Hà Tuấn Thành, có con nào tập lái không? Tập lái có anh ơi. Đâu để em quay lại con Morning tập lái nào. Tập lái thì nhiều nhá. Anh tham khảo cho em mẫu này đi. Đấy. Santa Fe 212 thì chưa có anh ơi, đang có Santa Fe 207 đấy nhá. Đây bác ơi, tập lái tham khảo cho em mẫu này nhá. Kia Morning 211 135 triệu đồng này. Đấy, 130. Xe tập lái full đồ chơi rồi, la răng đúc phay đầy mâm này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. 98 Bắc Giang này, tư nhân chính chủ này. Máy số keo chỉ sơn si thì còn đẹp còn chất. Đấy, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này. Đầu đài màn hình thì cỡ lớn rồi nhá. Đấy, đầu đài màn hình cỡ lớn rồi. Cam đồi cam hành trình đầy đủ. Đấy, Morning 211 135 triệu đồng. Còn mất còn thương lên. Có em mua trả góp được không? Bắc Minh Đức. Trả góp thì bên em là những xe từ đời 2014 trở lên và với cửa tiền là trên 300 nhá, thì bên em có hỗ trợ trả góp ạ. Anh Hiếu ơi, anh không hợp màu đỏ thì anh đang hợp màu nào nhỉ? Anh bình luận tiếp cho em xin một cái nữa đi. Bình luận một cái nữa để em xem mẫu nào nhá. Xanh hoặc trắng, có xanh hoặc trắng nhá. Cứ giữ máy đi. Cứ giữ máy theo dõi buổi livestream nhá. Sắp đến xanh và trắng rồi. Có Santa Fe. À, có Fortuner không anh à? Fortuner thì vẫn tạm thời chưa có nhá. 1-2 hôm nữa là có Fortuner nhá. Theo thông tin chính xác của bộ này, 1-2 hôm nữa có sao có Fortuner nhá. Đấy, màu đỏ không hợp này, tí có màu xanh bây giờ. Tiếp tục báo giá đây, cứ giữ máy đi, cứ chia sẻ đi. Báo giá có đủ màu đủ giá cho anh chị quý vị nhà mình nhá. La Chetti 208 đây, đăng ký là bánh 2010, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy. Biển 186 đây, nhất định phát lọc đây. La sang đúc lốp nó đẹp đây. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất. Cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi. Tập lái con này thì siêu đẹp luôn. Có 145 triệu đồng thôi mà sedan hai đầu nhá. Cho xem con ghét. Con ghét của bộ. Lắp quam ghét. Ôi giời, anh Đinh Hữu Ngại ơi, anh phải chốt đi. Anh phải chốt đi thì mới có màn hình được chứ. Em tháng chỉ được 5 triệu thôi. Chưa lắp được nhá, chưa ứng ra để lắp được. Cứ cọc đi là có cam đồi có màn hình. 200 triệu có không, 200 triệu có nhiều luôn đấy ạ. Nhá, tầm 200 triệu có nhiều luôn. Theo dõi của livestream với em đi. Đây, cạnh mẫu La Chetti vừa rồi này. Đấy, bác nào mà đang muốn trả góp tham khảo cho em mẫu này. Mitsubishi Outlander 216 đăng ký 218. 2.0 số tự động, la xăng đúc lốp lắp đẹp. Đấy, đời cao nhá. 565 triệu đồng. Có bớt, có giảm, có hỗ trợ trả góp, có xin xe tại nhà. Đấy, Mitsubishi Outlander. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn zin còn chất còn đẹp nhá. Bản 5 chỗ này. Bác nào gia đình 5 người thích đi du lịch đường dài nhá. Cốp các bên sau để đồ luôn, để một tổ quần áo luôn vẫn thừa đấy. Đấy, 565 triệu đồng còn bớt còn thương lượng. Vâng, chào anh Lê Hà. Ok, anh đi Hữu Nghệ nhá. Anh nhắn tin đi, phải cọc đi thì mới lắp được anh Hữu Nghệ ạ. Vâng, cạnh mẫu Outlander 2016 này. Tiếp tục báo giá gia đình mình một dòng xe tập lái nhá. La Chetti 207 1.4 số sàn này. Đấy, có 140 thôi, đúng 140 triệu tròn thôi. Còn bớt còn thương lượng nhá, còn bớt được ạ. Vios biển Hà Nội màu vàng cát đời 2010-2011, anh Đình Dũng à. Vios màu vàng cát 2010-2011, biển Hà Nội thì chưa có. Nhưng đang có một chiếc Vios vàng cát biển 22 Cao Bằng. Và một con mới về thì em lại quên biển rồi, biển 21. Thì là con đấy là vàng cát nhá, chưa có con nào Hà Nội à. Anh cứ tham khảo cho em đi nhá. Biển số 418 con nào nhỉ? À, con Na đấy đúng không anh? Anh Long Võ. 418 có rút hồ sơ không bạn? Anh mua con này nhá, 145 triệu này bỏ rút hồ sơ cho anh nhá. Đấy, nhắn tin qua fanpage đi, em tư vấn tiếp cho này. Con đấy có rút hồ sơ nhá. Đây là Chetti đây, 207 đây, 140 báo giá rồi này. Con Morning này bán rồi này. Đấy, con Morning thì bán rồi nhà mình nhá. Đấy, em lược qua luôn. Chắc Lê này. Sao đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng, cho ô tô đồ Hải Dương. 3 đến 5 lượt chia sẻ thôi. Không mất tiền, không mất một tí tiền nào nhá. Đấy, để nút tay luôn, để ngón tay vàng, ngón tay bạc mình lên nút chia sẻ đi. Đấy. Có Xpander không? Anh Trần Thanh Thoại. Xpander thì tạm thời chưa có anh ơi, để lại số điện thoại đi. Nhắn tin trực tiếp qua phần fanpage cho em nhá. Nào có Xpander thì em gọi cho này. Bán tải tầm 300 triệu có không anh? Bán tải tầm 300 triệu thì bên em cũng chưa có. Bán tải tầm 300 triệu thì bên em chưa có nhá. Cứ nhắn tin qua fanpage đi thì em lưu lại số điện thoại cho nó dễ nhá. Nào có đầu nào thì em sẽ gọi cho nhá. Cứ nhắn tin, cứ để lại số điện thoại thì em sẽ lốt vào, sẽ ghi nhớ vào sổ nhá, có em gọi cho ạ. Tiếp theo đây nhá, giới thiệu gia đình nhà mình một mẫu 7 chỗ tầm trung đây. Một mẫu 7 chỗ tầm trung nhá, Vivante Chevrolet 2000
này là 8 đăng ký là bánh 209 đây. 160 triệu đồng. Đấy, 7 chỗ cỡ nhỏ. Đấy, rất đẹp nhá. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn zin này. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Linh đây, đất cảng đây. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Máy số keo chỉ sơn si còn chất, giá còn bớt. Còn thương lượng được thêm gia đình mình nhá. Đấy. Đây, báo giá hết một cái hàng dưới này luôn đi cho mình cũng dễ tham khảo này. Honda Civic đi anh. Vâng, bác Hà Hóa, Honda Civic chưa có ạ. Con vai ốt biển 22. Giá chuẩn bao nhiêu tiền vậy? Con đấy giá chuẩn, giá đang để chuẩn là 360 triệu anh nhá. Đấy, có bao rút hồ sơ đấy. Có con nào tầm 20 triệu không? Đấy, 20 triệu à. 20 triệu bên em còn một con Exciter màu vàng, một con Sirius anh nhá. Em vui quá, vâng, chào anh Trần Quý ạ, à, vui chứ. Vâng, công việc là làm đẹp cho đời mà phải vui mà anh ơi. Vâng, chào bác Hiếu Phạm Hải này. Vâng, chào Đại Đình nhá. Thôi em lại tiếp tục vào báo giá đây. La City 212 biển 34 Hải Dương đây. Đấy, sản xuất 212, đăng ký làm bánh 213. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 190 triệu đồng này. Đấy, 190. Sedan 2 đầu. Đấy, đời cũng khá là cao, 212. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Nội thất ghế da, điều hòa nóng lạnh thì đầy đủ nhá. Sẵn đi sẵn được dụng thôi. Sedan 2 đầu 209. À 212 xin lỗi gia đình ạ. Còn có 190 thôi. Lại hot rồi, hot chứ, phải hot chứ bác đi anh ơi. Hot mạnh chứ. Vâng, cháu Huy Nguyễn này. Chào bác Phan Sơn 09 cái gì đuôi 72 nhá. Đấy, chắc số điện thoại anh đúng không? Vâng, cảm ơn anh rất nhiều này. Chào bác, tôi không biết này. Con vai ớt bản E này bán rồi nhá. Con vai ớt bản E 2009 này bán rồi này. Đây, tiếp theo đây nhá. Tiếp theo đây. Báo giá anh chị quý vị gia đình nhà mình đây, một mẫu Mazda 626 nhá. Mazda 626 2005. 2.0 số sàn nhá. Động cơ 2.0 số sàn, trang bị phanh đĩa chống bọc cứng ABS rồi, xin nhan tích hợp trên sườn xe. Đấy, con này bên em đang báo giá với cửa tiền ra đình nhà mình là 145 triệu đồng. Đấy, 145 triệu đồng ạ. Bán xe đẹp lại vui tính. Vâng, phải bán xe đẹp chứ, phải xe đẹp chứ. Phải xe đẹp, phải xe chất thì mới dám phục vụ gia đình mình nhá. Đấy, phải uy tín chất lượng. Vâng, chào bác Ngô Minh Khôi này. Vâng, cháu Hương Thề trả góp trước bao nhiêu? Bên em trả góp trước là 7% anh nhá. Tucson bán sao anh? Con Tucson 211 đấy thì đang đi dọn nhá. Con đấy là 445 triệu đồng. Đấy, nhắn tin trực tiếp đi, còn bớt còn thương lượng này. Đây, báo giá cho gia đình mình cùng tham khảo đây. Asen 209 đây. Asen 209 này. Đấy, Asen 209. Con này bên em đang bán được tiền 165 triệu đồng. Nhập hàn động cơ 1.4, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất nhá. Đấy, 165, còn bớt còn thương lượng. Con Tucson 211 đấy bên em đang bán với cửa tiền là 445 triệu đồng anh nhá. Nó thì tạm thời đi vắng rồi, đi công vụ một xíu rồi. Nhắn tin có fanpage đi, có video chi tiết rồi nhá. Vâng, tiếp theo đây giới thiệu anh chị quý vị mình nhá. Đây, một mẫu xe hạng sang đây. Từng là đầu xe hạng sang, sedan là đầu phân khúc hạng D. Đấy, cạnh tranh trực tiếp và ngồi chung mâm với dòng Camry đây. Đây, Daewoo Maclus nhá. Daewoo Maclus 205. Đăng ký làm bánh 2007 này. Động cơ 2.4 số động. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Một chiếc xe mà ngày xưa mà chỉ những chủ tịch này. Đấy, những chủ tịch thì mua được con này thôi. Đấy, một chiếc xe tiền tỷ bên em bán cửa tiền có 130 này. Đấy, cửa tiền có 130 nhá, không bằng con SH luôn mà số tự động. Xe là trang bị cặp đèn pha bi cầu đây. Đấy, đèn pha bi cầu siêu sáng siêu đẹp. La răng đúc 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Gương kính và ghế chỉnh điện nhá. Nhà mình lưu ý em này. Gương và kính ghế chỉnh điện. Đấy, xe đang thay đầu phân khúc hạng D. Vô lăng 4 chấu túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, đầu đàn hình thì có đủ rồi. Nội thất ghế da zin nguyên bản cho xe này. Con này bên em đang bán được tiền là 130 triệu đồng nữa. 130 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng D. Giá còn bớt còn thương lượng. Vâng, chắc Đỗ Thành Nhơn vào xem buổi livestream ngày hôm nay này. Chắc Cường Nguyễn này, đấy, 20 triệu con đồ đem tàu. Ôi trời ơi. Đồ đem tàu thì bên em không có nhá, bãi chỉ còn con Sirius trắng với con Winner vàng thôi. Không có con đồ đem tàu anh nhá. Đấy, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá, chia sẻ comment bình luận nhiều lên hộ em Thanh Tùng đi. Đấy, cứ bình luận cứ chia sẻ còn bớt nhiều, còn bớt sâu. Vâng, ngay sau đây này, giới thiệu gia đình mình nhá, một chiếc xe nhập hàn đây. La City Cedric 2010 đăng ký lăn bánh năm 2012. Động cơ 1.6 số động nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn zin. Con này thì biển gốc là 37 Nghệ An quê bác đây. Đấy, 37 Nghệ An quê bác nhá. Nhưng hồ sơ đã cầm tay rồi, hồ sơ đã tại nhà rồi. Nên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới cho gia đình nhà mình. Đấy, trong ngày luôn này. Đấy, bấm biển mới trong ngày thôi. Xin nhan trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. 258 triệu đồng bao rút hồ sơ. Nội thất máy số keo chỉ sơn si zin nhá. Từ nhà máy ra như nào thì bây giờ em nó vẫn như thế.
trang bị cái option cửa sổ trời panorama đây, rất là thể thao, rất đẹp nhá. Đấy, form dáng của một chiếc 2010 đây mà cũng không là lỗi thời nhá, nhìn cũng như 2017, 2018 đây. Là chiếc TCX số rộng 1.6, dài xe trường xe đầm chắc, đi rất là sướng. Đấy, cạnh mẫu là chiếc TCX 2010 vừa rồi này, báo giá cho anh chị quý vị gia đình nhá, một dòng xe tập lái đây, tập lái sedan hai đầu có 130 thôi. Vai ốt màu bạc 206, 1.3 số sàn, máy số keo chỉ sơn si còn rất nhá. Đấy, tập lái hai đầu 130, sedan hai đầu. Đấy, gầm bệ chắc chắn này, lốp láp đẹp, mang về sẵn đi sẵn dùng thôi. Một dòng gọi là mệnh danh là lồi đồng cối đá mà phá nó không chịu hỏng đây. Đấy, trường kỳ với kháng chiến đây, Toyota Vios 206 nhá. Đấy, hàng này báo hết rồi này. Đấy, hàng cuối này báo hết rồi nhá, 20 xe báo hết rồi này. Còn 4 hàng nữa là 20 xe nữa là 80 xe nữa. Đấy, còn gần 100 xe đã phục vụ gia đình mình. Đây, anh nào chị nào mà đang quan tâm bên Vios mà phải biển thủ đô nhá, quan tâm chiếc này đi. Toyota Vios 2010 màu đen biển 30E32638 biển khá đẹp nhá. Đây là xăng đúc 84 bánh, lốp la đẹp. 2010 1.3. Máy số keo chỉ sơn xì còn chất. Đấy, bản limousine độ rồi. Độ lên la xăng đúc đầu đài. Đấy. Xin nhan trên gương nhá. Con này bán 190 thôi. 190 triệu còn bớt còn thương lượng này. Đến xem xe giảm ngay 5% giá trị xe mà còn bớt thêm nhá. Vâng, chào bác Việt Tiến này, chào bác Ngũ AK, chào Đình Quân, chào Huyền Nguyễn này, chào Nguyễn Trương, chào Nguyễn Ngọc Anh, chào Tuấn Xuân Nguyễn, chào Trần Bình, chào Lỗ Thành Nhơn. Chào toàn thể anh chị quý vị trên ba miền tổ quốc, những hàng thân thường cho ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đây, vào mạng này báo 20 xe nữa này, còn 80 xe nữa thì báo đến sáng mất. Vâng, tiếp cho đây nhá, báo giá gia đình của mình này. Kia Morning 209 nhá. Kia Morning màu trắng 209 đây, màu trắng mà mẹ mắng cũng mua nhá. 1.0 số rộng 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy, các bác nào, các chị nào nhá mà đằng vừa có bằng muốn bổ túc tay lái, tham khảo cho em chiếc này. Có 190 một số tự động. Đấy, xin nhan trên sườn xe. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi, đăng kiểm đăng ký thì còn khá là dài. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, máy số keo chỉ sơn xi điện đón thì bền. Đấy, rất dễ bảo trì bảo dưỡng nhá. Tiếp tục lại một chiếc xe nhập đây. Lại một chiếc xe nhập của gia đình mình nhá. Kia Bolide. Vâng. Kia Bolide 2008. Nhập Hàn 2008 nhá, đăng ký lăn bánh về Việt Nam 2010 này. 1.4 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Dòng anh dòng chị của những chiếc Grio hoặc là K3 hoặc là Cato đây. Tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố này. La xăng sắt theo xe lốp náp đẹp. Đây, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Tích hợp các nút điều khiển nhá. Cam nồi, cam trình, cam hành trình thì có đầy đủ rồi này. Có 125 triệu đồng thôi, còn bớt còn thương lượng. Đăng ký đăng kiểm thì còn khá là dài. Số tự động hơn 200 một xíu này. Tham khảo cho em mẫu này đi anh chị quý vị gia đình ơi. Tiếp tục lại đến một dòng sản phẩm đến từ nhà Kia nhá. Đây. Đây, một con gà đẻ trứng vàng nhà Kia đây. Kia Morning 2017 nhá. Kia Morning 2017 bản bay đăng ký là bánh 2018 này. Động cơ 1.25 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, màu xanh gọi là cái màu xanh này gọi là màu xanh đậm. Đấy, rất là đẹp này. Cờ tiền là chỉ quanh quanh 200 thôi. Đấy, 200 thôi là bán rồi nhá. Tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây. 20 găng thép Thái Nguyên đây. Đấy, con này bán có 200 thôi nhá, 200 tròn. Máy số keo chỉ zin với gia đình của mình. Kia Morning 2017 này. Đấy, để em xem trong đây còn mẫu nào nhỉ. Báo giá đình mình nhá. Đây, trong đây thì còn hai mẫu không? Hai mẫu Hyundai Grand i10 nhá. Hai mẫu Hyundai Grand i10 một đầu bản đổ đây. 2014 2016 này, con bạc này 2014 này thì 240 triệu đồng nhá. Còn con trắng này 2016 thì 265 triệu đồng. Đấy, một con là 30 này. Một con biển 30 Hà Nội này, một con biển 88 Cù Lạc này. Đấy. Tư nhân chính chủ một chủ từ đầu nhá. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình hai chiếc i10 một đầu đấy ạ. À, trong này vẫn còn i10 một đầu nhá, bản đủ đây. 30 Hà Nội phố đây nhá. Vâng, cháu Thanh Thịnh này, cháu bác Phạm Tấn Châu, cháu bác Lê Tăng Vinh. Cháu bác Kim Anh nhá. Tiếp tục này, i10 bản đủ một đầu đây. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố nhá, 235 triệu đồng thôi. 230 thôi đấy, lấy tròn 230 thôi. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng. Nga răng đúc phanh địa chống bó cứng ABS này, màu bạc rất đẹp luôn. Tư nhân chính chủ Hà Nội nhá, bản 11, bản i10 một đầu bản đủ 2014. Đấy, cạnh mẫu i10 một đầu bản đủ 2014 này. Báo giá cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Kia Morning số tự động màu trắng đây, màu trắng rồi mắng phải lấy đây. Biển thì tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. Xin nhan thì tích hợp trên gương, gương kính cụm xe điện. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 215 triệu đồng.
giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, đứng trước mẫu im Kia Morning 2010 này, báo giá tiếp tục cho anh chị quý vị nhà mình. Đây, i10 2016 nhá, i10 2016 bản bay 240 triệu đồng. Đấy, bản bay nhưng lên ra đang đúc đầu đài có đủ rồi. Đấy, i10 màu trắng, cạnh mẫu nhỏ gọn này, i10 vừa rồi tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị gia đình nhá. Lacetti Slick màu xám xi 2010, đăng ký là bánh 212. Đấy, động cơ 1.6 số động nhá. Con này đang bán được cửa tiền là 255 triệu đồng. Đấy, có rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình. Và giá lại còn thương lượng này. Đấy, báo giá này mình cùng tham khảo này. i10 208 đây. i10 208 135 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ còn chất còn đẹp. Đấy, không bàn về chất lượng, chỉ bàn về giá thôi. 208 135 triệu đồng. Đấy, cạnh mẫu i10 này báo giá cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Vivante, Chevrolet Vivante 2009 này, số tự động có 190 thôi, số tự động 197 chỗ. Đấy, rất đẹp, máy số keo chỉ chất. Đấy, sơn xi máy số keo chỉ còn zin này. Em hơi khác một xíu nhá, em để tạm máy quay đây này. Đấy, để tạm máy quay đây nhá. Đấy, một vài phút nữa là quay lại à với anh chị quý vị mình thôi. Em lại quay lại gia đình ơi, lại quay lại đây, lại có một xíu, lại giở tay một xíu này. Lại tiếp tục quay lại báo giá cho anh chị quý vị gia đình nhá. Đấy, giở tay một xíu rồi, quay lại đây. Lại tiếp tục chia sẻ đi, lại tiếp tục comment đi, em Tùng lại báo giá nào. Đấy, nghe cuộc điện thoại một xíu nào. Vâng, trước mắt đấy nhá, giới thiệu anh chị quý vị nhà mình này, tiếp tục 7 chỗ đây. Innova 7 chỗ đây, 2011, 335 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xi còn đẹp nhá. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vòng Đỏ đây, la sang đúc lốp láp đẹp, có phanh điện chống bọc cứng ABS rồi. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 335 triệu đồng, 335 triệu đồng nhá.
Innova 2011, vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy. Đấy, xin lỗi mình nhá, có việc một xíu này, phải nghe cuộc điện thoại của anh khách gửi xe ở trong Bình Phước ạ. Đấy, cả nhà mình cứ bình luận đi, cứ comment đi. Em Tùng tiếp tục báo giá nhá. Vâng, xin lỗi thầy mình rất là nhiều nhá. Cháu bác Hoàng Văn Lực này, cháu bác Nguyễn Hạnh này, cháu bác Công Trường, cháu bác Hoàng Đình Thuyên, cháu bác Lội Xuân Mai, cháu bác Nguyễn Quyết, cháu bác Mạnh Chủng, cháu bác Phạm Văn Dung nhá. Cháu bác Phạm Thanh Tuấn chào đại gia đình mình, cháu bác Lăng Nguyễn này, cháu bác Trọng Tiến, cháu bác Phúc Đức, cháu bác Phạm Đức này, cháu bác Nhuần Bùi, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình trên ba miền Tổ quốc nhá. Chào bác Chính ô tô Cũ Hải Dương này, cháu bác Tùng Hoàng Văn này, chào đại gia đình mình này. Đấy, Innova 211 phải báo giá là 335 triệu đồng rồi. Tiếp theo đây báo giá cho anh gia đình mình nhá. Innova, tiếp tục là Toyota Innova đây. Toyota Innova 208 265 triệu đồng bản G xịn nhá. La xăng đúc 4 bánh, đấy có phanh điện chống bó cứng ABS. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh 2 chiều này. Tay nắm cửa viền chân kính ốp gương thì bọc lốp rồi. Động cơ 2.0 số sàn. Hộp số VVTi vô cùng tiết kiệm nguyên liệu đến từ dòng đến từ nhà Toyota nhá. Đấy, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi này. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy, giá còn bớt, còn có thể thương lượng thêm cho đại gia đình nhá. Về mẫu Innova này, Innova thì bên em đang có 3 mẫu nhá. Một chiếc 207, một chiếc 208 và một chiếc 211 này. Vâng, chào bác Trần Văn Thanh này, chắc ba Vũ này, chắc Nguyễn Dung Tuyên này, chắc Trịnh Nhân này. Đấy, chắc mạng Facebook lại hơi kém rồi. Mạng Facebook dạo này rất là kém nhá, em lại không đọc được bình luận đấy nhá. Nhà mình có bình luận rồi, cứ bình luận thử lên xem nào. Đấy, mạng kém quá không đọc bình luận rồi. Bình luận thử lên cho em Tùng cái nào gia đình ơi. Vâng, tiếp theo đây lại báo giá gia đình mình một dòng 5 chỗ nhá. Lại một dòng 5 chỗ đây. Mitsubishi Jolly 2005 đăng ký và lăn bánh năm 2007 này. Đấy, con này thì mang động cơ 2.0 số sàn, mắt xích, đèn cột lốp treo rồi. 2004 nhá. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền cho anh chị quý vị gia đình nhà mình là 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng đấy, mà có xe 7 chỗ này, gầm cao máy thoáng, phục vụ mọi nhu cầu anh chị quý vị nhà mình. Đấy, đi chơi đi du lịch này, đấy, tránh mưa tránh nắng gặp gỡ bạn bè. 7 chỗ mà giá bằng con SH cho gia đình mình đây. Mitsubishi Jolly nhá. Tôi xem đầu này này, cái vùng này xem còn nào chưa báo giá nhỉ. Đây, cái hàng đầu này báo giá hết rồi này. Thế là báo giá được 60 sản phẩm này. Đấy, cả nhà cứ bình luận đi, cứ comment tiếp tục đi. Chia sẻ nhiều lên để báo giá nhá. Đây, còn dòng dưới này chưa báo giá này. Đấy, còn dòng dưới báo giá nhá. Kia Morning bản SX, bản nhập Hàn đổ phun kịch đây. Đời 2010 đăng ký là bánh 213. Động cơ 1.0 máy eco nhá, 1.0 máy eco. Sấy gương, sấy kính thì đủ cả rồi. Đấy, màu xanh kiểu lau này, con này bên em bán với cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng. 29 Hà Nội phố đây. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy, đầu đà mình theo xe nhá, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương. Đấy, Kia Morning màu xanh 2010, đăng ký bánh 213. Đấy, số tự động nhập Hàn nhá. Đây, cạnh lại có một mẫu số tự động nhập Hàn này. 1.2 số tự động. Đây. Kentech 2010, đăng ký và lăn bánh năm 2012 này. Đấy, động cơ 1.2 số động nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền gia đình mình 230 triệu đồng thôi. 230 cho gia đình nhá. Đấy, Gentech 2010 ạ. Đấy, màu xám rất đẹp đây. Xe được trang bị la răng 4 bánh này, có phanh địa chống bó cứng ABS rồi. Đấy. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 này. Có option cửa sổ trời Panorama nhá. Gentech 2010. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp. Và giá cả chỉ còn hơn 200 một xíu thôi. Vâng, chào bác Trần Khuyên này, chào bác Phong Lắc này, chào bác Long Văn Doãn nhá, chào bác Quang Trung Ngô, chào bác Dương Văn Thực này, chào bác Dương Thành Công, chào bác Phạm Phương Minh này, chào bác Trần Văn Trần này, chào bác Ba Vũ, chào bác Bù Duyên Dung Tiên này, chào bác Trịnh Nhân, chào đại đình mình nhá. Đấy, gen check rồi nhá, gen check số tự động 1.2 này. Đấy, tiếp tục báo giá gia đình mình đây. Kia Morning 216 nhá. Kia Morning 216, con này màu be này, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 200 triệu đồng tròn thôi. 200 triệu đồng tròn thôi. La răng đúc phay 4 bánh. Đây, biển 15 Hải Phòng, tư nhân chính chủ, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài đến tháng 1 năm 2023. Đây, nội thất ghế da điều hòa nó lại 2 triệu. Cam lùi cam hành trình đầy đủ nhá. 200 triệu đồng thôi. Đây. Cái mẫu Kia Morning 2016 rồi này. Báo giá cho đại gia đình mình này. Hyundai Getz nhá. Hyundai Getz 209 đây. Hyundai Getz 209 biển 89K.
Đây, 89K Hưng Yên, 8979 tư nhân Hưng Yên nhé, 4 số 1 chủ từ đầu này. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho anh chị quý vị nhà mình 135 triệu đồng thôi, 135 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng thêm nhá. Hyundai hết 209 ạ. Đây, CRV báo giá này, CRV 405 triệu đồng báo giá này. Đấy, đấy còn mẫu này này, em đi khoanh quẩn còn mẫu nào không để tiếp tục báo giá anh chị quý vị mình nhá. Đấy, cứ bình luận đi. Cảm ơn những lượt like này, lượt share này, lượt chia sẻ, lượt bình luận của anh chị quý vị gia đình rất là nhiều nhá. Đây em xem trong góc này còn là mẫu nào chưa báo giá không để báo giá gia đình mình này. Rồi, xem còn mẫu nào mà còn đẹp còn chất này, mẫu nào còn đẹp còn chất mà em Tùng chưa báo giá thì báo giá đấy nhá. Đây trong góc này còn mẫu nào nhỉ? Đây Moa Linh màu trắng này 2010 báo giá rồi này, 215 triệu đồng này. Hyundai i10 2014 bản đủ này, con này báo giá rồi đúng không? 240 triệu đồng này. La Chetti Ceric màu, con này màu xi măng đây, màu xám xi măng đây, 255 triệu đồng này. Vương chào Thính Vũ nhá, chào Trần Kha này, chào bác chàng trai ED này. Đấy, chào lại đây mình nhá. Đấy, có những em xem còn mẫu nào chưa báo giá nhỉ? Đấy, quanh quẩn xem còn mẫu nào chưa báo giá để tư vấn tiếp này. Đấy, rất là nhiều xe luôn đấy. Vâng, chào bác Nguyễn Viết Tùng vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Chia sẻ cho mấy lượt đi, comment cho mấy lượt đi bác Nguyễn Viết Tùng ơi. Đấy, dạo này Facebook cái đường truyền mạng rất là kém này. Đấy, rất là ít khi phải đọc, rất ít khi đọc được comment gia đình nhá. Đấy, em xem. Em xem có mẫu nào để em tư vấn thế nào. Đấy, em xem còn mẫu nào nhá. Đây, tiếp tục báo giá đi, báo giá lại mấy mẫu mới về đi cho mình cùng dễ quan sát này. Vâng, chào bác Nguyễn Phát này. Đấy, những mẫu nào nó thường ngày thì vẫn báo giá đâu, báo giá mấy mẫu mới về cho thay đổi không khí này. Hyundai Grand i10 sedan 2 đầu đấy, đời 2009 nhá, đi chuẩn 4.2 này, động cơ 1.2 số sàn, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngủ lụt đây. Đấy, tư nhân chính chủ một chủ từ đầu nhá. Đấy, bản đủ phun kịch 2 đầu, trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS này, la thắng đúc, có option thì có cả gương kính chỉnh điện này, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương đấy, lộ thất ghế da zin nguyên bản theo xe, vô lăng túi khí. Đây màn hình đầu đài của hãng nhá. Một chiếc xe lướt thôi, 4.2 chuẩn. Đấy, cam kết bảo hành về máy số cho anh chị quý vị gia đình mình 2 năm. Đấy, bảo hành hơn hãng luôn. Bảo hành 2 năm về máy số keo chỉ này. Phát hiện được lỗi con này nhá. Phát hiện được lỗi con này luôn, tặng luôn xe cho anh chị quý vị mình luôn nhá. Hyundai Grand i10 2019 2 đầu. Đấy, bản đủ 34 Hải Dương 350 triệu đồng. Đấy, xe khác từ trong hãng là mỗi năm sản xuất thôi nhá. Đấy. Đấy, La Chetti 2009 này đúng không? Báo giá rồi này, 190 triệu đồng. Đi 4 vạn chuẩn này, đi 4 vạn chuẩn này. Đấy, La sang đúc lốp láp đẹp nhá. Đấy, cặp đèn pha này, nhà mình cùng quan sát em này. Đấy, cặp đèn pha thì còn sáng còn đẹp, xin nhan thì xin sườn xe nhá. Đấy, này 190 này. Vai ốt số tự động mới về 2014 đây. Con này 435 triệu đồng này, đấy bản E. Đấy, độ lên bi cầu rồi. La sang đúc có phanh đĩa chống bó cứng nghe rất nhá. Đấy, con bản E 2009 này này, 198 triệu đồng nhá. Đấy, màu bạc la xăng đúc. Đấy. Ồ, xem còn sót em nào chưa báo giá nhỉ? Còn sót em nào thì báo giá lốt nhá. Vâng, cháu Đài Quang, cháu Nghĩa Nguyên này, cháu Duy Trường Nguyễn này, chào toàn thể anh chị quý vị nhá. Đây. Còn đây, còn hai mẫu này sót này. Còn sót hai mẫu này. Còn sót đúng hai mẫu rồi, quan sát em đi dần mình ơi. Kia Morning bản SX. Đây, nhập Hàn 2010, đăng ký là bánh 212 nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng này. Máy số keo chỉ sơn si nhá, thì còn bao zin luôn. 2010 mà bao zin luôn cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, 1.0 máy eco tiết kiệm nhựa vô cùng, điều hòa auto nhá. 235 triệu đồng. Đấy, hết một phòng rồi. Báo giá xong rồi mình 80 đầu sản phẩm nhá. 80 đầu sản phẩm được báo giá này. Các bác nhà mình đã ưng mẫu nào chưa? Cứ bình luận, cứ comment. Comment hôm nay thì nó đang bị lỗi để chưa đọc được thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage nhá. Để em Tùng tư vấn cho nào. Đấy. Quan tâm mẫu nào, tham khảo mẫu nào cứ comment đi. Hai số này thì để trên màn hình rồi nhá. 0347 701 77, 0343 540 99. Đấy. Đây, em Tùng đây, người thật việc thật đây. Đấy, bảo hành cho anh chị quý vị này. Đấy, chịu tất cả các trách nhiệm về mua bán xe tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, tất cả những xe rất là chất lượng luôn, nhà mình đã nhìn thấy đầu livestream đấy. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm mẫu nào nhá, bình luận comment hoặc gọi điện trực tiếp cho em nhá. Nghe máy cho gia đình mình 24/7, không kể thứ bảy chủ nhật và ngày nghỉ. Đấy, 80 đầu xe vô cùng chất lượng nhá. Bảo đảm chuẩn chỉ cho anh chị quý vị nhà mình về chất lượng xe, an ninh pháp lý này. Đấy, những xe nào đời 2014
với cửa tiền trên 300 triệu đồng trở lên thì có hỗ trợ trả góp cho đại gia đình mình nhá. Đấy. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị quý mình đã xem, tham gia và xem cũng như là trò chuyện và tương tác cùng em Tùng trong buổi livestream ngày tối hôm nay nhá. Đấy, xe thì báo hết rồi, giá thì cũng biết rồi. Đấy, tham khảo đi, bình luận đi, nhắn tin trực tiếp qua fanpage nhá để làm giá và thương lượng thêm. Xin chào và gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo vào khung giờ 8:30 mỗi tối nhá. Đấy, video thì vẫn lên thường xuyên để phục vụ như hầu hạ anh chị quý vị gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại.